Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cách áp dụng Pentatonic kết hợp một cái kỹ thuật mà Pentatonic khá là ít dùng, đó kia là kỹ thuật quét dây. Mà quét dây ở đây theo cái phong cách của đại danh thủ Frank Gambale, tức là các bạn phải chùm vài nốt, các bạn coi đánh lên đánh xuống gì cả. Và cái câu này nó đặc biệt là chúng ta bắt đầu bằng cái phím lên. Thông thường các bạn bắt đầu câu đó, các bạn đánh phím xuống, những câu này các bạn đánh phím lên và cái chùm liền năm. Thì tập được câu này các bạn sẽ nghe nó một cách gì đó, nó tốc độ và cái Pentatonic nghe nó mới lạ một tí so với cái kiểu các bạn chạy bình thường. Thì có tab kèm theo, các bạn xem tập chậm và áp dụng nhé. Mình cũng sẽ phân tích từ từ cho các bạn. Thì ở đây cái mình dạy trên cái là si thứ Pentatonic. Pentatonic cơ bản thì bạn có thể biết được cái vị trí thế tay, mình dạy nó là ngay cái nốt gốc là cái tên của cái Pentatonic luôn. Ví dụ ngay ngăn 7 của dây số 6 là si, thì đó là si thứ Pentatonic. Thì cái si thứ Pentatonic các bạn quen thế tay như thế này ha. Ok, thì bây giờ nếu các bạn đánh theo kiểu bình thường như vậy thì các bạn nghe nó khá là quen thuộc quá. Thì bây giờ mình sẽ chia nó ra theo cái chùm 5 nốt và kết hợp thế tay như sau. Hãy xem theo tab nha các bạn. Đầu tiên chúng ta đánh phím lên. Các bạn đánh ngay ngăn 7 nè, các bạn đánh phím lên. Sau đó ngăn 10 các bạn đánh phím xuống. Rồi xuống dây dưới chúng ta ngăn 7 chúng ta đánh phím xuống luôn. Rồi xuống ngay cái chỗ ngăn 7 của dây số 4 mình đánh dây xuống luôn. Và sau đó ngăn 9 các bạn đánh lên. Thì chúng ta có một phím lên, 3 phím xuống, một phím lên. Chậm câu đầu nha các bạn. Thì các bạn để ý ở đây chúng ta có một cái ngăn mà đánh hai nốt ở hai dây khác nhau. Đó là ngăn số 7 của dây 5 và dây 4. Thì ngay chỗ này các bạn phải uốn cong cái ngón tay các bạn khéo một tí, chứ nếu không nó bị chồng nốt theo như thế này. Hay nó chồng lên nhau là không hay ha. Người ta gọi là đánh bị dơ á. Thì ngay chỗ này các bạn phải đánh cái nốt trên xong, các bạn uốn cong cái ngón tay xuống nốt dưới để cho nó không bị ồn. Thế hai nốt nó tách nhau như vậy. Rồi các bạn nhớ chú ý ngay cái điểm mình nói này nha, để áp dụng những cái phần dưới nó tương tự. Thì bây giờ chúng ta đánh lại câu đầu. Phím lên nha, trước nha các bạn. Thì các bạn thấy là ngay ngăn 9 của dây 4 chúng ta đang đánh phím lên. Thì chúng ta bắt đầu lại cái câu đó bằng cái phím lên tiếp theo luôn. Chính là ngay ngăn 7 của dây số 5. Các bạn thấy chưa, nó cũng giống như vậy thôi. Chúng ta đánh một cái phím lên, sau đó các bạn ngăn 9 nè, các bạn xuống, rồi hai cái ngăn 7 các bạn xuống, phím xuống luôn, và ngăn 9 các bạn đánh phím lên. Coi theo tab và cái ký hiệu nha các bạn, ký hiệu là phím xuống lên thì các bạn hiểu nha. Rồi sau đó chúng ta tiếp hai cái cặp dây cuối thì chúng ta bắt đầu ngăn 7 của dây số 4 ha, chúng ta cũng đánh lên luôn ha. Đó, thì ngăn 7 nè, 9 nè, là xuống nè, 2 ngăn 7 tiếp theo xuống luôn. Rồi ngay ngăn 10 thì chúng ta đánh lên. Tương tự như vậy cặp dây 3 cái dây dưới cũng vậy luôn, ngay cái dây số 3. Rồi đánh lại câu sau các bạn. Thì các bạn nhớ tập chậm ha, từ đầu nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ cái tay phải của mình nha, bắt đầu phím lên, 3 phím xuống và 1 phím lên, tổng cộng chúng ta có 5 nốt ha. Nhìn kỹ tay phải nha. Rồi nhanh hơn tí. Thì các bạn thấy là khi mình đánh tốc độ như vậy thì mình có cái uốn cái ngón tay ở đây để các bạn không bị chồng nha. Còn nếu các bạn tập mà nghe nó bị chồng thế này là chúng ta nên tập luyện lại cái ngón này, uống tới uống luôn tí ha. Rồi nhanh hơn tí nha bạn. Ok, thì cái câu nó đơn giản như vậy, cái ý tưởng nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà để tập làm quen thì các bạn nào chưa quen gì quét theo kiểu của Frank Gambale thì phải tốn ít thời gian nữa. Thì khi tập ở cái C này xong rồi thì các bạn kéo lên kéo xuống, các bạn tập ở vị thế tay Pentatonic ở những cái ngàn khác nhau, nó cũng tương tự thôi. Ví dụ như bây giờ mình kéo nó lên tới cái là rê thứ chẳng hạn, thì các bạn đánh là C ngang 7 thì chúng ta kéo lên ngang 10 thôi, thì chúng ta đánh của rê thứ Pentatonic theo kiểu như vậy. Thì tay phải các bạn đánh y chang ha, tay trái thì cũng kéo lên ngang thôi. Đó, tương tự vậy các bạn thì kéo lên bất cứ một cái ngăn nào để tập. Thì đây là một cách tiếp cận của Frank Gambale, mọi thứ ông kiểu chuyển nó qua. Thì các bạn thấy là mỗi một cái kiểu đánh nó có những cái lợi thế hoặc là những tạo ra những cái âm thanh nó khác nhau. Mặc dù cũng dòng các nốt đó thôi, sắp xếp các nốt trước sau thì các bạn thấy nó sẽ giúp cho các bạn có thêm vài cái ý tưởng mới khi mà các bạn tập. Thì hy vọng là clip này cũng giúp ích cho các bạn trong việc luyện solo ha. Thì bạn nào có nhu cầu muốn học về kỹ thuật guitar điện cơ bản, mình có cái khóa đó để các bạn tập luyện các kỹ thuật về quét dây, về tapping, về nói chung là ở mức cơ bản để bạn tiếp cận. Thì từ đó các bạn có thể học hỏi thêm ở trên YouTube hoặc là cái giáo trình nâng cao hơn nữa. Thì đóng tiền một lần, học trọn đời các bạn, học bất cứ giờ nào các bạn muốn thì bạn cứ đăng nhập vào web và bạn học thôi. Rồi nếu có nhu cầu mua đàn, hãy ủng hộ Amigos Guitars của mình nha. Rất nhiều loại đàn từ giá 1 triệu mấy cho đến vài chục triệu cũng có nữa, rồi amplifier đầy đủ luôn. Rồi mong luôn nhận được sự ủng hộ của bạn. Hãy nhớ like, share, comment cho clip này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.